Phí Phương Anh comeback nhưng lại đạo nhái poster chị đẹp penthouse ở những chi tiết nào? Gần đây, thông tin Phí Phương Anh chuẩn bị tái xuất làng nhạc đã gây xôn xao không ít với cư dân mạng. Đã không ít người cho rằng cô nàng có phần cố chấp, khi cả hai sản phẩm trước là Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em và Cánh Bướm Dối Gian đều bị chê tơi tả về giọng hát. Nhất là cả hai bài đều dính nghi vấn đạo nhái các ca khúc K-pop, và với lần tái xuất này chỉ mới có hình, nhá hàng. Phí Phương Anh đã ngay lập tức bị tố đạo nhái poster tô phim Hàn Quốc Penthouse. Theo đó, câu chuyện hình ảnh comeback của Phí Phương Anh bị tố đạo poster phim Penthouse đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cụ thể, không ít cư dân mạng cho rằng hình ảnh mới này của Phí Phương Anh có rất nhiều chi tiết giống với poster của nhân vật Sim Sujeon của Lizia trong bộ phim Hàn Đình Đám thời gian qua. Từ góc chụp chân dung cận mặt cho đến sắc đỏ làm nền chủ đạo chính đều thoang thoảng có nét giống nhau. Thậm chí, phần hiệu ứng hòa mờ của ảnh mà Phí Phương Anh đăng tải gần đây cũng có phần y hệt với poster phim Penthouse được đặt ở phần giữa cuối bức ảnh. Khỏi phải nói cư dân mạng, đặc biệt là những fan cứng của bộ phim truyền hình ăn khách này đã bức xúc, khó chịu ra sao. Đây cũng không phải lần đầu tiên Phí Phương Anh vướng nghi án đạo nhái. Trước đó, sản phẩm debut Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em bị soi ra là mượn vũ đạo y công ty ITZY, còn đến Cánh Bướm Dối Gian lại bị ví von như nồi lẩu thập cẩm K-pop. Khi vay mượn chỗ này, chỗ kia một ít, kết cục là nhận về lượt dislike khủng. Một số khán giả mong chờ rằng lần trở lại này cô nàng sẽ nghiêm túc hơn và không phải là một ca khúc trộn thập cẩm các bản hit K-pop khác. Nhưng chỉ vừa mới khởi đầu, hình ảnh comeback của Phí Phương Anh bị tố đạo poster phim Penthouse đã tạo ấn tượng xấu với khán giả. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sản phẩm mà Phí Phương Anh sẽ ra mắt vào ngày 21 tháng 4 sắp đến. Bên cạnh đó, Chipu cũng được cư dân mạng réo gọi liên tục trước hình ảnh mới của Phí Phương Anh. Lần này, cộng đồng mạng gọi tên Chipu không phải đặt lên bàn cân so sánh về giọng hát mà là về visual. Tấm ảnh mới của Phí Phương Anh vừa đăng tải được cho là nhìn sơ qua có phần giống với Chipu. Góc nghiêng cùng hiệu ứng có chút mờ ảo nếu chỉ mới lướt qua ít nhiều khiến khán giả nhầm lẫn với Chipu. Tấm poster gây ấn tượng bởi màu sắc đỏ rực, tiêu điểm là khung hình chân dung Phí Phương Anh tạo dáng khá bí ẩn. Thừa nhận một điều, có thể trong các sản phẩm âm nhạc Phí Phương Anh bị xem như thảm họa nhưng khi trở về lĩnh vực model, thần thái của cô nàng thực sự ấn tượng. Trên tay Phí Phương Anh là chiếc hoa tai channel sang chảnh càng tạo điểm nhấn, khiến poster thêm cuốn hút. Nếu như với hai sản phẩm trước, Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em và Cánh Bướm Dối Gian, Phí Phương Anh mang đến những tạo hình hài hước, lời lội thì với sản phẩm lần này, dường như cô nàng sinh năm 1997 đang muốn hướng đến hình tượng nghiêm túc và trưởng thành hơn chăng. Như vậy, đường đua V-pop cuối tháng 4, đầu tháng 5 có vẻ như sẽ là một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những cái tên hot, Mỹ Tâm, Tùng MTP, nhắc. Và nay có thêm nàng cựu quán quân The Face 2016.